chào mọi người nha, mình là Phương. Cách đây 1 năm thì mình từng bị hôi nách. Phải nói là cảm giác mà nách mình ướt này, có mùi rồi bị quần áo nó vàng nữa, rất là khó chịu đúng không ạ? Và chắc hẳn là các bạn ở đây thì rất là nhiều bạn đang gặp vấn đề này. Nhưng mà cách đây khoảng 6 tháng thì mình đã phải nói là cực kỳ tự tin. Bởi vì từ khi mà đồng nghiệp giới thiệu mình sản phẩm Hona Plus, một sản phẩm đặc trị hôi nách, thì bây giờ mình hoàn toàn có thể tung tăng bằng chiếc áo 2 dây này đấy, và không có là sợ người khác xì xào rằng là có cái mùi gì lạ lạ nữa đó. Và hôm nay thì mình cũng muốn giới thiệu các bạn sử dụng thử thằng sản phẩm này, bởi vì sao ạ, nó là một sản phẩm rất là thần thánh luôn, với chiết xuất từ thảo mộc thiên nhiên, có công dụng là làm xe chiết độ sinh lông này, làm sáng vùng da này, khử mùi hôi, đặc biệt là diệt khuẩn nữa. Nên là cái chuyện mà các bạn bị hôi nách ấy, nó sẽ được thuyên giảm trong cái khoảng thời gian là từ 2 đến 4 tuần đấy, từ 2 đến 4 tuần thôi. Là bên nhà thuốc cam kết các bạn sẽ khỏi bệnh hoàn toàn. Và đây là mình là một người đã kiểm chứng rồi, và mình khẳng định là trong khoảng thời gian này các bạn cũng sẽ khỏi bệnh hoàn toàn nếu các bạn thử dụng sản phẩm này.